Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn pha trà ngon trong 7 bước. Bước thứ nhất là bước đun nước. Bước thứ hai là bước làm nóng ấm trà. Bước thứ ba là đong trà. Bước thứ tư là đánh thức trà. Bước thứ năm là hãm trà. Bước thứ sáu là rót trà. Bước thứ bảy là chúng ta hãm trà lần tiếp theo. Đầu tiên thì bắt đầu chúng ta làm bước thứ nhất, đó chính là đun nước. Đầu tiên bạn sử dụng nước lọc tinh khiết để đun nước pha trà. Tùy vào cái loại trà để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp nhất. Có một số loại trà thì cần nhiệt độ nước từ 85 đến 95 độ C. Có một số thì cần dùng nước sôi 100 độ C. Bước thứ hai là làm nóng ấm trà. Khi nước đã sôi, bạn rót nước vào ấm trà và đậy nắp, để lại cái nhiệt độ cho làm sao cho nó tốt. Nếu thấy ấm trà nóng đều thì rót hết nước ra, chuyên trà và cách ly, sau đó là đổ nước này đi. Đó người ta gọi là làm nóng ấm trà. Đong trà là một cái cách mà pha trà ngon, thì đây lại là một bước khá là quan trọng. Tùy vào cái loại trà mà sử dụng mà bạn đong một lượng trà phù hợp, thường là 1/5 đến 1/2 của ấm. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta đong trà. Cách thứ ba nữa, đó chính là đánh thức trà. Tiếp theo thì bạn đổ nước nóng vào ngập trà, rồi nhanh chóng đổ đi. Bước này có tác dụng đánh thức trà, làm các lá trà ngấm nước lở ra và bật hương vị của cái sự đặc trưng của trà. Bước thứ năm là hãm trà. Tiếp tục đổ đầy nước nóng vào ấm, đậy nắp lại để hãm trà trong khoảng 10 đến 40 giây. Tùy theo từng loại trà, đây là bước quan trọng nhất để có được một ấm trà ngon. Nên bạn cần phải đảm bảo nhiệt độ nước và thời gian hãm phù hợp với loại trà được sử dụng. Và bước thứ sáu là bước rót trà. Sau cái thời gian hãm trà, bạn rót hết nước trong ấm trà vào chuyên trà, sau đó thì mới tiếp tục rót nước trà từ chuyên trà ra các chén. Tác dụng của chuyên trà là giúp người uống có thể thẩm được hương vị đều nhau sau mỗi một tuần trà, từ đó đảm bảo được hương vị ngon của nước trà qua từng tuần trà. Đấy. Và đến cái bước thứ 7 là hãm trà lần tiếp theo. Cái bước này cũng rất là quan trọng. Với những lần hãm tiếp theo, bạn thực hiện lặp lại các bước như là 5 và 6 nêu trên. Một lưu ý là lần hãm sau sẽ có thời gian lâu hơn và với lần hãm trước, tức là với cái lần hãm trước, đúng không ạ? Hoặc là nếu nước trà đầu mà bạn pha quá nhạt hoặc là quá đậm, đúng không ạ? Thì hãy điều chỉnh thời gian phù hợp ở lần hãm tiếp theo. Nếu dùng trà ngon và cách pha trà đúng thì bạn có thể lặp lại là 5 đến 8 lần hãm trà mà vẫn thưởng thức được chén trà, giữ được cái hương vị. Đấy. Thì đây là một trong những cái cách mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, để cho quý vị thấy được cái giá trị khi mà chúng ta pha được một ấm trà ngon. Và người thưởng trà cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi đã có trà ngon rồi mà mình không biết cách pha thì đương nhiên rằng là ra cái chén trà nó cũng sẽ không ngon. Và cái điều mà người thưởng trà mà đã biết thưởng trà rồi thì chắc chắn phải tìm hiểu kỹ, tìm hiểu sâu và phải là người biết pha trà ngon thì mới thưởng thức được trà ngon. Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Và trong một cái video nó cũng khá là đơn giản và ngắn ngủi thôi, thế nhưng mà chúng tôi cũng rất là mong muốn là chia sẻ cho quý vị và các bạn để có được một ấm trà ngon để chúng ta thưởng trà.